Ơi ăn thì ok, nhưng mà những cái vấn đề như mâm nói là táo tiêu chảy rồi là đầy bụng ấy thì em bé nào cũng gặp phải thôi. Leon thuộc dạng tiêu hóa nhạy cảm hơn các bé khác ấy, kiểu như là đến sữa bò Leon còn khó uống, uống vào không những là bị chớ này, còn bị tiêu chảy này, xong rồi bị táo bón, rất rất là nhiều vấn đề luôn. Xong rồi bây giờ ăn dặm ấy, nhiều loại thực phẩm Leon ăn vào cũng bị táo, bị đầy bụng khó tiêu nữa. Ông này cũng khó nuôi lắm chứ đùa. Nói chung là các mâm có con nhỏ mà hệ tiêu hóa nhạy cảm thì nên chuẩn bị ở nhà một cái lọ men vi sinh như thế này, nó rất là cần thiết luôn. Như Phương đang dùng cho Leon là của Bioamicus, cũng không còn xa lạ gì với các mẹ nữa rồi. Trên thị trường thì có rất là nhiều những loại men vi sinh, nhưng mà Phương thì dùng cái loại này cho Leon từ hồi Leon mới sinh cho đến tận bây giờ. Cái loại men vi sinh này thì rất là an toàn, lành tính, có thể sử dụng được cho các bé từ sơ sinh. Còn được nhiều bác sĩ ở phụ sản Trung ương và phụ sản Hà Nội tin dùng. Nổi bật của sản phẩm này là men 10 chủng Bioamicus với 10 chủng lợi khuẩn đột phá, giúp bổ sung lợi khuẩn này, giúp tăng cường hệ vi sinh đường ruột, át đi vi khuẩn có hại nữa. Tôi cảm thấy là những hôm mà Leon bị táo đầy bụng khó tiêu ấy, thì Phương dùng khoảng 5 giọt thì tới 4 đến 5 tiếng sau là Leon sẽ đi pu bình thường luôn, trong khi trước đó nhìn em bé dặn đỏ cả mặt khổ thân cực kỳ luôn ý. Ngoài ra cái việc táo bón còn khiến em bé biếng ăn ấy, bởi vì là trong bụng không có tiêu được, thành ra là khó chịu không muốn ăn vào nữa. Khi mà mình bổ sung những cái men vi sinh thì đường ruột em bé sẽ khỏe dần dần, tiêu hóa được, tự khắc là em bé sẽ ăn tốt hơn thôi. Cái này thì Phương đã bổ sung cho Leon từ hồi mới sinh rồi. Leon uống sữa công thức chẳng may mà bị chớ hay là có vấn đề về tiêu hóa là Phương sẽ cho con dùng vài ngày để ổn định lại hệ tiêu hóa. Ổn định rồi thì Phương sẽ dừng. Thế nhưng mà từ hồi Leon ăn dặm là ngày nào Phương cũng phải bổ sung ấy, vì nếu dừng vài ngày thôi là Leon lại gặp vấn đề về tiêu hóa, nên là mình cũng phải cho con dùng đều đặn hơn. Nói chung là dù con ở lứa tuổi nào, nhất là còn sơ sinh, thì các mẹ phải thật chú tâm tới đường ruột của con, bởi vì cái thời điểm đó con sẽ dễ gặp phải những cái vấn đề về đường ruột. Mà đường ruột không khỏe, không chăm sóc kỹ thì sau này con dễ ốm viêm ruột này kia lắm. Sản phẩm chính hãng Phương sẽ gắn giỏ hàng ở góc trái màn hình để mọi người dễ mua được nhé. Các mâm lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nhé.